nhận được quần rồi, công nhận bằng thích lắm em ạ. Cho chị hai quần nữa nha. Rồi đã bảo rồi, không bảo không sướng không phê, không thể lấy tiền luôn các chị em mình nhá. Em bảo này, lên đơn phải để lại giúp em số điện thoại, vì hôm nay em tặng các chị mức giá 165.000 hẳn hai quần luôn. Vì zip nhà em chỉ có 25.000 thôi. Hàng nhà em đánh size đánh số đầy đủ, từ 40 cân cho đến tận 95 cân. Lên đơn có số đoạn nhân viên nhà em tư vấn size rồi các chị. Chưa bao giờ có mã quần lên zip nào mà bán chạy như mã quần này của nhà em luôn. Chất liệu ô mì dày dặn, co giãn thoải mái, thấm hút mồ hôi cho các chị. Bao giặt máy nhá, không bai dão, không xù lông, không bao giờ phai màu. Ok chưa? Vào like không cần cọc tiền trước, không cần chuyển khoản tiền trước. Lên đơn chỉ để lại cho em đúng số điện thoại luôn. Các chị nhìn cái cạp đi ạ. Cạp này mặc sướng cực kỳ luôn, mặc đến đâu ôm bụng đến đó, che cái điểm vùng bụng cho các chị luôn này. Mỡ bụng không bao giờ thấy các chị nhá. Đặc biệt mặc những cái mẫu quần như thế này các chị cực kỳ là dễ kết hợp đúng không ạ? Dễ mix đồ áo phông áo gì cũng được, mặc đi làm đi chơi đi tập thể dục thể thao. Đây các chị nhìn này. Một con quần này của nhà em, khách nhà em mua mà bảo là mặc cực kỳ là bền, quay máy tẹt luôn mà không bao giờ thấy bị bai dão hay là sù lông. 165.000 hai quần đúng rồi chị Hương ơi. Phí ship nhà em đồng giá 25.000. Bốn quần miễn ship, đừng mặc cả em tiền ship nhá. Dáng quần lên zip nhà em nói thật các chị cứ phải mua hai cái, bốn cái về tha hồ mà thay đổi các chị nhá. Hàng nhà em tác mắc đầy đủ nhớ chưa? Hàng Việt Nam xuất khẩu bao giờ cũng sẽ có đủ size hết, từ 40 cân cho đến tận 95 cân nên các chị cứ yên tâm. Đằng sau sẽ có hai túi nhá. Em phải gặp bảo các chị này, mã quần này của nhà em đằng sau có hai túi, không phải là quần trơn hết hoàn toàn đâu các chị nhá. Lưu ý nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em, nhớ kiểm tra cái gì? Thứ nhất là phải kiểm tra chất liệu vải, bởi vì sao? Hàng trôi nổi, hàng nhái, hàng loại 2, loại 3, loại 4, loại 5 rất nhiều. Nhưng nhà em khẳng định chỉ bán hàng loại 1 thôi. Thế nên em nói rồi, vào like các chị không mất một gì cả, chỉ để lại giúp em số điện thoại, nhận hàng, bóc hàng, sờ thử chất chuẩn thì trả tiền, không thì thôi cho quay đầu. 1.000 tiền ship em không lấy. Ok chạm đây, hàng cũng không còn nhiều đâu, một ngày đi không biết bao nhiêu quần nhá. Các chị ơi, mã quần lên zin này các chị có thể mặc đủ cho em 4 mùa xuân hạ thu đông luôn, mix gì cũng rất là dễ, độ tuổi nào cũng có thể mặc được đúng nào, không thể thiếu trong tủ đâu đâu. Em quay cận chất các chị luôn. Ok, Linh Chi có đơn 4 quần rồi này, Hương Lan có đơn 4 quần, Hồng Hạnh 4 quần, Thảo Nguyễn 4 quần rồi. Trời ơi, đang live em không chốt được hết đơn, đừng hỏi em là có nhìn thấy đơn của chị không. Đây các chị ơi, đồng giá 165.000 hai quần. Con quần này các chị ra ngoài cửa hàng các chị mua người ta bán 200.000 một quần luôn, chứ đừng nói là 165.000 một quần, các chị đã không có giá đấy đâu. Em bán hẳn 165.000 hai quần, tính ra có mấy chục nghìn một quần thôi. Bao giá bao chất lượng toàn quốc, phí ship đồng giá 25.000 không mặc cả tiền ship nha. 4 quần miễn ship ok chạ. Chị nào mua quần nhà em rồi thì biết, chị nhận được quần rồi, công nhận là mặc sướng thật. Mặc thích lắm, cho chị hai quần nữa đi. Dạ vâng, ok luôn chị Hoài, em nhận đơn của mình rồi này. Bùi Diệu Ly có đơn cho em 4 quần rồi nhá. Mai Hồng Nguyễn 4 quần em nhận đơn này. Các chị ơi, quần thích không? Eo ơi, kéo như thế này nhá, kéo tẹt cho em. Các chị mông to, mông nhỏ, đùi to, đùi nhỏ mặc cho em, nó có độ co giãn thoải mái luôn. Các chị mặc cực kỳ thích, đi lại đi chơi hay là kể cả các chị đứng lên ngồi xuống tập thể dục thể thao, mặc đi làm cả ngày, mặc nhẹ như không mặc mà dễ mix đồ, các chị công nhận không? Mặc cho em 4 mùa luôn đấy các chị ơi, ngon tét đẹp luôn. Nhìn giúp em nhá, cạp quần này nó là bản cạp cao, chính vì thế cho nên là các chị mặc cho em nó sẽ che khuyết điểm vùng bụng, nhất là những chị nào mà mỡ bụng dưới nhiều, các chị cứ mặc cho em những cái bản quần cạp cao như thế này, nó không bị sổ bụng dưới các chị nhá, mà mặc nó cũng không bị lộ đây nâng mông đâu các chị em mình luôn. Vòng nào ra vòng nấy, mặc đi tập cũng được, mặc đi chơi cũng ok, mix gì cũng được, độ tuổi nào cũng mặc được. 165.000 hẳn hai quần cho em, phí ship 25.000. Em ơi, có mấy chục nghìn một quần thì lăn tăn cái gì. Vào like phải để lại số điện thoại, vì nhà em hàng không có nhiều đâu, đổ xỉ một ngày em nó thật luôn là cháy hàng. Cái mã quần này của nhà em nhá, em mặc lắm, mặc cực kỳ bền luôn. Nhận hàng kiểm tra hàng không em, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái luôn, em đã bảo rồi. Vào like với em không cần cọc tiền trước, em không cần chuyển khoản tiền trước, để lại cho em đúng số điện thoại thôi. Chỉ nếu chị nào chưa mua hàng không tin tưởng, cứ để lại giúp em đúng số điện thoại. Khi các chị nhận hàng, các chị mở hàng ra, các chị sờ thử chất, các chị kiểm tra hàng cho em. Hàng nhà em là Việt Nam xuất khẩu, tem mác đầy đủ luôn. Đằng sau có hai túi các chị lưu ý nhá. Hai túi cho em này, cạp cao, được chưa ạ? Cạp cao mặc qua rốn cho em nhá. Đấy, ghen bụng cho các chị luôn, không cần mặc ghen bụng cũng ok. Các chị nhìn cái cạp của nhà em đi. Cạp nó xịn sò, nó chất như thế này mà không bao giờ bị vặn xoắn nha. 165.000 hai quần, phí ship đồng giá 25.000. Bốn quần em miễn ship. Em ơi, có size 85 cân không cho chị? Bốn quần em có size đến tận 95 cân cơ, nên chị Ly yên tâm để lại giúp em số điện thoại các chị em mình nhá. Một tông hầu duy nhất này thôi, nhưng mà các chị ơi, gọi phải là gọi là quần thần thánh luôn. Chị nào mà không mua quần này hoặc trong tủ đồ chưa có quần lên sinh nhật của em là một sự thiếu sót luôn. Lên đơn nhanh tay bổ sung giúp em số điện thoại. Em ơi thích lắm các chị ơi, mặc nhẹ nhẹ lắm luôn các chị ạ. Mặc nó mềm nhá, lên do
form lên dáng chuẩn luôn, không phải mấy cái dạng mỏng tang ở trên thị trường đâu. Chất u mì dày, dạng co giãn thoải mái luôn, thấm hút mồ hôi, mặc đi chơi mặc đi tập thể dục thể thao cho em thoải mái không đấy, vòng nào ra vòng nấy luôn. Mà thích nhất là cái phần cạp của nó đi, các chị nhìn này, cái cạp của nó nhá, bình thường những cái hàng trôi nổi là 2-3-4 cạp, nó chỉ đến đây thôi là hết cả bụng ra, nhưng cạp của em nó là bản cạp cao, các chị nhìn thấy không ạ? Chị nào bụng dưới mà nhiều mỡ yên tâm mặc cho em cái này không bao giờ bị lòi này, nó ghen bụng cho các chị luôn. Mà các chị có ăn no nhá, nó không bị sồ cái vùng bụng mỡ ở dưới của các chị ra. Đấy mới gọi là quần thần thánh. Nhanh tay bổ sung giúp em số điện thoại là có đơn nha.